Shop Trần Đạt xin chào tất cả quý anh em nha. Thì hôm nay Đạt giới thiệu cho anh em một cái sản phẩm mà cũng có thể nói là ngon, bổ, rẻ, vừa túi tiền với anh em. Thì bữa trước mình có giới thiệu một cho anh em những cái ổ khóa của Thái, là ổ khóa rim Thái và quay Thái. Thì mình thấy có rất là nhiều anh em mua ủng hộ. Tuy nhiên là một số anh em hỏi mình là có cái loại nào mà nó rẻ hơn để mà anh em chúng ta sử dụng nó vẫn ngon nhưng mà nó rẻ một chút cũng được, hàng nói chung là chất lượng thôi, không có cần phải hàng Thái thì nó đắt. Thì mình cũng có gợi ý cho anh em về ổ khóa zin của Việt Nam đó, thì anh em chúng ta cũng khá là hào hứng ha. Thì hôm nay mình giới thiệu cho anh em luôn về cái loại ổ khóa này, là ổ khóa Việt Nam nha anh em nha, ổ khóa rim quay của Việt Nam chứ không phải là hàng Thái. Tuy nhiên là nó là hàng Honda Việt Nam chứ nó cũng không phải là hàng kém chất lượng nha. Đó, thì với một cái mức giá là 250.000 cho một ổ như vậy thì mình nghĩ là cái mức giá này nó rất là hợp lý với anh em để chúng ta có thể mà chúng ta sử dụng và nó ngon lành. Và đặc biệt á là anh em sẽ không có phải lo về cái vấn đề mà nó bị ổ khóa bị vô nước ha, như những cái loại ổ khóa mà rẻ tiền đó. Thì một số anh em chúng ta sử dụng các loại ổ khóa kim cương, ổ khóa vương miện rồi đó, thì nó là dạng ổ khóa 6 cạnh. Thì anh em xài một thời gian thì anh em có feedback lại là ổ khóa đấy thì cắm vô thì nó khó cắm lắm, tại vì nó có nhiều cạnh, có cắm vô trời mà tối tối là cắm không có được. Thứ hai là cái ổ khóa đó thì mình xài một thời gian nó không có nhạy, nó như kiểu là nó bị vô nước, nó không có nhạy, bật nhiều lúc không lên, đạp gần chết luôn. Thì hôm nay mình giới thiệu cho anh em cái ổ khóa này thì giá nó cực rẻ luôn, nó chỉ có 250.000 một bộ thôi. Đây nó đây anh em, đó, mã là GBG B20, còn con quay mã là KTL 680. Đây mình sẽ mở cho anh em coi. Thì cái con này nó cũng là mới 100% luôn nha anh em nhá, mới 100% luôn, cho nên là anh em chúng ta về là anh em cứ vậy mà mở ra là anh em xài thôi. Thế này, cái Việt hàng Việt Nam anh em là nó sẽ ở trong cái bịch mà đục như vậy nha, còn hàng Thái thì nó sẽ ở trong những cái bịch ở trong, anh em nhớ ha, bịch trong là sẽ của Thái, còn bịch mà đục như vậy đa số là hàng Việt nha, lưu ý giúp mình. Rồi mình sẽ xé ra cho anh em coi luôn. Đây mình sẽ cắt cho anh em coi. Thì cái này nó cũng đầy đủ ổ khóa trước sau cho anh em luôn. Thì cái này nó lại lợi hơn ổ Thái một cái, đó là cái này hình như là nó có cái phe cài luôn thì phải. Mình coi coi. Đúng rồi, ổ khóa Việt thì nó lại có một cái hơn ổ khóa Thái một cái, đó là nó có luôn cái phe cài. Đây nó có luôn cái phe này. Ổ Thái nó không có hai cái này nha, ổ khóa nó chỉ có ổ không thôi, nó không có hai cái phe này đâu. Thì ổ Việt này nó cũng có hai chìa và cũng có đầy đủ trước sau cho mình luôn. Đây mình sẽ quay cho anh em coi này. Thì ổ là chìa là nó sẽ trùng mã với nhau luôn nha anh em nha. Đây chìa là trùng mã với nhau luôn, đúng là rất là xịn. Đó anh em thấy không, à 911 chìa là chìa khắc kim luôn nha. Đó thì nói chung cái chìa này thì mỗi chìa nó mỗi mã, cho nên là nhiều anh em đừng có thắc mắc về cái chìa mã chìa, nó sẽ có độ khác nhau một chút xíu. Ở đây ổ khóa đây. Thì ổ Việt thì anh em sẽ thấy ở giữa này, cái lõm này nó sẽ không có cái lõm vô này. Ổ Thái ở giữa này nó sẽ có một cái lõm vào. À đó sự khác biệt. Cái chìa này thì nó là chìa Việt Nam, chìa Super. Còn cái loại kia thì nó là chìa Thái. Đó thì với một cái mức giá 250.000 mà anh em có thể nhìn này. Wow, dây điện rất là dày dặn nha. Dây điện rất là dày dặn, giác là giác mạ đồng. Giác mạ đồng cho anh em luôn. Đây giác mạ đồng luôn nha. Không có phải là hàng bèo nha anh em nha. Đấy, mà giá thì 250.000, ổ khóa sau đây, ổ khóa sau đầy đủ cho anh em luôn. Đó thì anh em thấy sao, 250.000 mà anh em đã có một bộ khóa đầy đủ kéo cả cà phê và hai chìa trùng mã như vậy luôn, anh em thấy có xứng đáng để chúng ta bỏ ra không? Honda Việt Nam nha anh em, ổ này là Honda Việt Nam không phải Honda Thái Lan nha, tem là tem Việt thôi. Nhưng mà mình nghĩ là với cái mức giá là 250.000 thì bộ khóa này nó cũng rất xứng đáng với số tiền anh em bỏ ra. Còn anh em mà chúng ta có điều kiện hơn thì anh em có thể chúng ta lên bộ khóa Thái thì cái ngoại hình của nó cũng sẽ đẹp hơn và chất lượng của nó sẽ cao hơn một chút. Đấy, còn ổ khóa Việt thì chất lượng của nó vẫn là thuộc hạng là top so với những cái loại ổ khóa mà nó bán ở ngoài thị trường, những cái loại trôi nổi anh em ha. Những cái loại đấy thì nó chất lượng sẽ không bằng. Rồi mình sẽ mở cho anh em một cái bộ khóa quay nha, cho anh em coi quay gọi là quay như thế nào. Đấy, nãy thì mình mở rim nha, ổ quay này anh em lưu ý giúp mình nha, ổ khóa rim ổ khóa quay nó không gắn được cho nhau đâu, vì ổ khóa sau của nó là khác nhau hoàn toàn nha. Đây cũng có phe đầy đủ cho anh em luôn. Đây ổ khóa quay, ổ khóa sau anh em sẽ thấy là cái phần này nó sẽ có cái cây nhựa ra để anh em chúng ta mở khóa cốp này. Đấy cũng hai chìa luôn, trùng mã với nhau, đầy đủ phe cho anh em luôn. Đây
Đấy, cũng trùng mã với nhau luôn nha anh em nhá. Nói chung là mình nghĩ là với cái mức giá 250 anh em đã có một bộ chìa trùng mã của Jin Honda thì đâu có gì đâu mà phải bàn cãi đâu anh em. Rồi thì nãy giờ mình test mà mình quên mất là mình phải test cho anh em luôn cái tiếng ổ khóa ha. Đây khóa quay rất là đẹp đó. Nói chung là với mức giá này thì mình nghĩ là anh em chúng ta có thể mua bộ khóa này là rất là ngon rồi. Đây test tiếng anh em nghe ha. Đây khóa cổ đây này, em thấy khóa cổ không đó, mở này tắt này, khóa cổ này, rút chìa này đó. Cái tiếng nghe rất là đã nè, tiếng ổ khóa rất là chắc nhá. Rồi, sẽ test luôn cái ổ khóa sau cho anh em coi. Đây ổ khóa sau đây, nhẹ nhàng, lò xo trả lại rất là mạnh nha anh em. Lò xo trả lại rất mạnh nha. Thì thật sự là ổ khóa này xứng đáng với một cái mức giá 250.000 là rất là xứng đáng để anh em bỏ ra để anh em mua về sử dụng nha. Đây ổ khóa rim, test ổ khóa rim này. Nghe rất là hay anh em, tiếng rất là hay nha. Đây, khóa cổ này, đó, dài nha, rút này, mở này, đó. Nói chung thì mình nghĩ là với mức giá 250 thì anh em chúng ta đầu tư cái bộ khóa này thì nó vừa tiền cho anh em, nhưng mà nó cái chất lượng của nó mang lại thì vẫn rất là tuyệt vời nha. Thì nếu anh em nào chúng ta có nhu cầu mà cái ngân sách của anh em nó chỉ ở mức vừa phải thôi, mà anh em chúng ta muốn sử dụng một cái bộ khóa mà nó bền, lâu ngày không có bị tình trạng vô nước, sét, chập, hoặc là cái sử dụng nó ổn định đó, thì anh em chúng ta có thể quan tâm đến cái bộ khóa này. Nó tuy không phải là cái loại thái quá xịn, nhưng mà nó vẫn cho anh em một cái chất lượng rất là tốt so với những cái loại hàng trôi nổi trên thị trường. Anh em chúng ta có thể ra cái tiệm sửa xe để gắn những cái loại đấy thì nó rẻ tiền. Tuy nhiên là nó không có bền, cũng như là cái chìa khóa của nó thì cũng không phải dạng chìa zin như này, mà nó là cái chìa ở đây, chìa khóa này nó sẽ có chữ Honda ở trên này luôn nhá anh em ha. Chìa khóa này nó sẽ có chữ Honda ở trên này cho anh em luôn đây, để anh em yên tâm nha, khi mà anh em lên xe là chuẩn như là ổ khóa theo xe luôn, chứ không có phải mà lo lắng đấy. Còn các loại chìa 7 cặn, 8 cặn, 6 cặn này kia thì nó dạng chìa đấy thì anh em chúng ta lỡ mà đang cần gấp việc thì đôi khi nhét vào nó hơi khó đấy. Còn lại thì nó cũng không phải giống zin nữa, nó khác. Rồi, hôm nay giới thiệu sơ qua cho anh em về bộ khóa Rimway này. Anh em có nhu cầu liên hệ với mình nha. Cảm ơn quý anh em rất là nhiều.